cho những ai chưa biết tách băng kích nhé mọi người nhé. Đấy, đầu tiên thì mọi người mua về mọi người rửa thật sạch đi cho em. Đấy, dùng máy rửa xe hoặc là dùng cái gì cũng được rửa thật sạch. Mọi người mang ra phơi nhé, phơi cho nó hơi héo héo một tí thôi, bóc rất là dễ luôn. Mọi người mang ra phơi. Đây, mọi người bổ vào giữa cái nõi nhé. Đấy, bổ cái dao vào giữa cái nõi này. Sau đó là tách ra thấy không? Đó. Đó. Thế thôi. Xong là mọi người chỉ tước cái này ra. Rất là đơn giản, dành cho những ai chưa biết tách nhé, để mọi người có thể tự tách được. Còn ai mà không có thời gian tách thì em sẽ hỗ trợ tách cho mọi người nhé.